Tối 19 tháng 10, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân tập thuộc tổ hợp thể thao NAS trước khi lên đường sang Kyrgyzstan tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Ở buổi tập cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đẩy khối lượng vận động đối với các cầu thủ lên rất cao. Bên cạnh đó, chiến lược gia Hàn Quốc đã cho các học trò ôn lại toàn bộ nội dung đã được huấn luyện, từ cách di chuyển chiến thuật, chuyển đổi trạng thái, hỗ trợ bóng lót trong tấn công lẫn phòng ngự, cho đến thi đấu đối kháng hay dứt điểm cầu môn. Tính đến hiện tại, U23 Việt Nam vẫn đảm bảo lực lượng tốt nhất. Chấn thương của tiền vệ Nguyễn Hai Long ở trận đấu giao hữu quốc tế vừa qua với U23 Kyrgyzstan không quá nghiêm trọng và đã trở lại tập luyện bình thường. Trong khi đó, thủ môn Văn Toàn chỉ bị đau khớp vai ở mức độ nhẹ và hoàn toàn đủ khả năng ra sân ở vòng loại U23 châu Á 2022 sắp tới. Hôm nay 20 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Và tối cùng ngày, chuyến bay của toàn đội sẽ cất cánh vào lúc 23:45 theo giờ địa phương. Với thời tiết tương đối lạnh tại Kyrgyzstan, khi nhiệt độ dao động ở mức trên dưới 10 độ C, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị giữ ấm, thuốc men, trà gừng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cũng theo thông báo mới nhất từ AFC, giờ thi đấu của đội tuyển chúng ta có sự điều chỉnh so với lịch ban đầu. Cụ thể, các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ theo giờ địa phương, tức 17 giờ Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 27 tháng 10 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa và kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 bằng cuộc đọ sức với Myanmar vào ngày 2 tháng 11.